Ok, hello mọi người, hello anh em nhé Và chúng ta sẽ cùng review qua về cái bản cập nhật 11.21 anh em nhé Cũng như là một số cái meta xu hướng sắp tới Dự đoán một số cái meta và xu hướng sắp tới ở bản 11.21 .11 Và hiện tại đã cập nhật ở máy chủ Hàn Quốc và các máy chủ khác Việt Nam chúng ta thì thì thì, thì cũng sắp cập nhật rồi các bạn Ok, đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính nha Đầu tiên sẽ là cái phần chat ôn Chat ôn sẽ bị khóa ở bản 11.21 các bạn nhé Đó là thông tin đầu tiên rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng đây là cái thông báo là thử nghiệm này sẽ được kéo dài trong hai phiên bản là 11.21 và 11.22 ở những khu vực bị tắt chat ôn ở một số khu vực đấy các bạn khả năng cao Việt Nam chúng ta cũng bị à, quay trở lại với phần quan trọng hơn đó là các cập nhật điều chỉnh tướng ở bản 11.21 cũng như là một số các cái thông số điều chỉnh hoặc là dự đoán cái meta của mình đầu tiên chúng ta cùng với đền về tướng bị giảm sức mạnh nhá đây này giảm sức mạnh bao gồm có Asan, Gray, Carthus, Mid Fortune và Queen. Đầu tiên chúng ta cùng đến với con Asan. Đây là con tướng mới anh em nhé. Nó bị giảm sức mạnh. Rồi. Như vậy là sát thương E đu kiểu anh hùng của Asan bị giảm sức mạnh này. Sát thương cơ bản mỗi phát bắn từ 30 50 70 90 110 bây giờ xuống còn 30 45. 60, 75 và 90 Như vậy là giảm E anh em nhé Giảm sát thương E Tiếp theo là con tướng bị giảm sức mạnh nữa Đó là con tướng Ray Ray là con tướng đang trở lại là meta đường trên rất là mạnh Tại trong thế giới ở phiên bản 11.19 các bạn Nó vẫn đang uh, có tỷ lệ lựa chọn rất cao Và có vẻ như cái bản 11.20 thì Thì uh, um, đến Đến bản 11.21 này thì bắt đầu có sự điều chỉnh Ray Với việc Ray sẽ bị uh, Giảm giáp cộng thêm Đến từ lì đòn cái độ tại lì đòn của e anh em ạ từ độ tại lì đòn của rút súng nhanh tức là giáp cộng thêm từ 6, 9, 12, 15, 18 bây giờ sẽ giảm xuống là còn 4, 7, 10, 13 và 16 anh em nhé như vậy là giảm cái giáp cộng thêm đến từ độ tại lì đòn của e của gray à, như vậy là các con tướng gây sát thương vật lý đi đường trên ví dụ các con tướng đấu sĩ kiểu dạng cận chiến ấy, đánh gray thì có thể sẽ ngon hơn anh em nhé gray sẽ bị giảm sức mạnh đi so với trước đây tiếp theo sẽ là con zin Jin là con tướng được tăng sức mạnh em nhé ở trong bản 11.21. Đây, lộ tại tốc độ đánh tăng, e tầm sử dụng tăng và r hồi chiêu giảm. Có nghĩa là sẽ được tăng cái lộ tại hưng phấn nha, tốc độ đánh cộng thêm của hưng phấn bây giờ từ 15% sẽ được tăng lên 25%. Tiếp theo sẽ là e lựu đạn ma hỏa. À, cái lựu đạn ma hỏa được tăng tầm anh em này, tăng tầm e. Ok. Tiếp theo sẽ là r, r sẽ được giảm. R sẽ được giảm hồi chiêu em nhé từ 90 giây xuống bây giờ còn 75 giây như vậy là ngay cấp độ 6 thì đã được giảm rất là nhiều hồ chiêu tới tận 25 tới tận 15 tới tận 15 giây lận các bạn tới tận 15 giây giảm hồ chiêu ở ngay cấp 6 khủng khiếp chưa anh em như vậy là con zin này đang được búp rất là mạnh nhá búp rất nhiều chỉ số cho nên là anh em có thể tham khảo chơi con xạ thủ zin ở khu đường dưới để thay cho một số con xạ thủ meta như kiểu mid fortune hoặc là lucian Tiếp theo sẽ là Carthus. Carthus cũng là một con tướng bị giảm sức mạnh nhưng mình nghĩ là các bạn nào mà chơi Carthus ở ở server Việt thì chắc là cũng không 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 nhiều lắm đâu nhưng mà ở châu Âu thì mình thấy họ spam con Carthus ở đường dưới nhiều lắm. Ở server châu Âu các bạn. Rồi, ờ, giảm e giảm năng lượng hồi phục khi giết lính đầu trận và tăng về sau. Đấy e ô uế. Năng lượng hồi phục từ 20 27 34 41 48 giảm xuống còn 15 25 35 45 55 À, tiếp theo sẽ là lắc lắc là con tướng được tăng sức mạnh các bạn nhé tốc độ đánh theo cấp tăng chỉ số à, chỉnh sửa thời gian đánh dấu nội tại à, e sát thương tăng r hồi chiêu giảm mua lắc điều chỉnh rất nhiều chỉ số các bạn như vậy con lắc sẽ trở thành meta đường giữa rồi anh em nhé các chỉ số này đều giúp cho con lắc trở lại meta đường giữa được đầu tiên sẽ là chỉ số cơ bản tốc độ đánh cộng thêm tốc độ đánh cộng thêm để trao đổi um, theo cấp tăng lên có nghĩa là cái cách trao đổi chiêu thức của con lắc đánh đánh đam tay với các pháp sư đường giữa sau khi tung bộ combo xong gần như là lắc sẽ có lợi thế rất lớn nha với lượng tốc độ đánh nhỉnh hơn tiếp theo là chúng ta sẽ đến với nội tại của lắc nội tại là chớp lửa soi rọi cập nhật thời gian đánh dấu của chớp lửa soi rọi sẽ được kéo dài thêm một chút nếu đòn đánh của lắc gây nếu đòn đánh của lắc đang trên đường bay hoặc khi lắc đang sử dụng lr cầu vòng tối thượng à có nghĩa là cái cập nhật để chỉnh sửa có nghĩa là cái hiệu lực của cái uh, lội tại chớp lửa soi rọi để đánh dấu mục tiêu cái đêm sát thương này nó sẽ được kéo dài nếu mà lắc đã đã tung cái đòn đánh và đòn đánh nó đang trên đường bay nha thế là ngày xưa có thể là ví dụ như là cái hiệu lực của nó đòn đánh nó đang trên đường bay nhưng mà đến nơi thì nó đã hết hiệu lực của cái nội tại thì nó sẽ không gây thêm nó không còn cái nội tại của chớp lửa soi rọi để gây thêm sát thương nữa cho nên đây là một cái búp anh em nhé giúp kéo dài thời gian nội uh, tại của lắc e quả cầu ánh sáng sát thương từ 60, 110, 160, 210, 260 cộng 65% sức mạnh phép thuật tăng lên 70. Như vậy là ở ngay ở ngay cấp độ 1 của E cộng 1 điểm vào E thì sẽ tăng thêm 10 sát thương. Cấp độ 2 tăng thêm 10 sát thương, cấp độ 3 tăng thêm 10 sát thương. Như vậy là đều tăng thêm 10 sát thương theo cấp anh em ạ. Ở các cấp độ cộng E tương ứng nha và thêm 5% sức mạnh từ 65% cộng thêm lên 70%. Đây là một cái buff khá mạnh anh em. Ngoài ra thì cầu vòng tối thượng cũng được búp rất mạnh Đó là giảm cái hồi chiêu Ngay ở cấp độ 6 thì Trước đây các bạn sẽ có 80 giây hồi chiêu Bây giờ các bạn chỉ còn có 60 giây thôi Như vậy là giảm hẳn 20 giây hồi chiêu What the hell Cái gì vậy Nhưng mà về sau thì sẽ chỉ còn có 40 giây đấy các bạn Như vậy là sẽ giúp cho lắc ở đầu trận mạnh hơn nhá Ở cấp độ 6 mạnh hơn Ok như vậy là mình dự đoán là Jin và Lux sẽ, uh, sẽ trở thành meta đấy các bạn Jin và Lux sẽ trở thành meta nhá Tiếp theo là Mid sẽ bị giảm sức mạnh Đây là con tướng uh, kiểu hot pick tại chung thế giới năm nay với các chỉ số cơ bản bị thay đổi. Ví dụ như là năng lượng từ 325,84 xuống còn 300. Tại vì nếu mà nhiều năng lượng quá thì con con Mifoto nó sẽ liên tục nó spam cái W các bạn. Nó liên tục nó spam à, nó spam cái um, các cái chiêu để nó cấu rỉa các bạn Cho nên là món đấu chơi này nó khá là khó chịu nữa. Rồi kép xài bước năng lượng tiêu hao 30 lên 45 như vậy đã tăng năng lượng tiêu hao giảm năng lượng cơ bản và tăng năng lượng tiêu hao để khiến cho Big Fortune nó nó bớt cái khả năng cấu rỉa trong cái đoạn đi đường đi. Tiếp theo sẽ là Queen. Queen là con tướng bị giảm sức mạnh nha. V kép tốc độ đánh cộng thêm sẽ bị giảm về sau. Ưng ừ nhãn V kép của Queen. Tốc độ đánh cộng thêm từ 20, 35, 50, 65, 80 sẽ chuyển thành 20, 30, 40, 50, 60% như vậy là nó sẽ giảm cái tốc độ đánh cộng thêm về sau anh em ạ. Tiếp theo sẽ là Sion. Sion là con tướng được tăng sức mạnh. kép lo luyện hồn của Sion. Lá chắn. Lá chắn từ 60, 85, 110, 135, 160 cộng 1, cộng 40% sức mạnh phép thuật. Cộng 9, 8, 9, 10, 11, 12% máu tối đa. Chuyển thành 60, 85. Như vậy là nếu ở một điểm đầu tiên. Ô, oh, các chỉ số này thì có vẻ như nhau đấy. Nhưng mà sau đó lại cộng 40% là y hệt nhau này. À, điều chỉnh cái cái chỉ số cộng theo phần trăm máu nha cái lượng cộng thêm theo phần trăm máu từ 8, 9, 10, 11, 12 phần trăm máu nó sẽ tăng thêm thành 10, 11, 12, 13, 14 phần trăm máu như vậy là uh, như vậy là cái đúc của Saiyan này nó sẽ mạnh hơn nha nó sẽ có nhiều nó sẽ có nhiều lá chắn hơn nó sẽ nhiều nhiều lá chắn hơn và nó phụ thuộc vào máu tối đa càng nhiều máu tối đa thì lá chắn của Saiyan càng nhiều tiếp theo sẽ là con Timo Timo là con tướng mà theo mình nghĩ là đáng chơi nhất ở thị hiện tại các bạn nhé ở cái bản này Timo là con tướng rất đáng chơi luôn Với sự điều chỉnh đến từ chiêu Quy của Timo Đầu tiên các bạn nhìn thấy Timo Q Q của Timo là cái chiêu nó sẽ vừa dạng gây sát thương Và nó sẽ vừa làm mù mục tiêu Em nhé có nghĩa là nó sẽ vô hiệu hóa các đòn đánh thường của đối thủ cho nên là Mô đi đường trên sẽ được hưởng lợi rất là nhiều và các bạn cùng nhìn lại các cái sự điều chỉnh nhá q phi tiêu mù từ hồi chiêu từ 8 giây xuống còn 7 giây có nghĩa là các bạn sẽ đi đường với các con đấu sĩ đam tay cận chiến tốt hơn đó bởi vì nó sẽ hồi chiêu nhanh hơn các bạn sẽ nhanh có thể di xét được hiệu ứng nằm mù đối thủ thứ hai nữa sẽ là thời gian mù thời gian mù nó sẽ tăng từ 1,5 giây 1,75 giây 2 giây 2,5 2,5 giây lên 2 giây có nghĩa là ở ngay cái một điểm vào quy đầu tiên ấy một điểm vào quy đầu tiên thì cái thời gian làm mù bây giờ nó phải tương đương với 3 điểm quy của bạn ừ, ở phiên bản trước nha nó rất là ngon đúng không bạn có nghĩa là cái thời gian mà làm mù càng lâu ấy, thì có nghĩa là các con đấu sĩ đam tay gần như rất là khó đụng vào tiêm mô được và bây giờ thậm chí là khi các bạn cộng vào max uh, max quy thì nó sẽ có tận 3 giây là mù. Ui. 3 giây là mù, 3 giây là mù là cái gì đó rất là kinh khủng, kinh khủng đấy các bạn. Và tiếp theo lại được búp là cái tốc độ đường đạn từ 1500 lên 2500, có nghĩa là cái quy của bạn ấy nó sẽ được tăng cái tốc độ đường đạn đi để nó gây hiệu ứng. Ngày xưa ví dụ như tốc độ 1500 mình giả sử nhá, tốc độ 1500 500 ví dụ con Ire nó nó quy, nó kiểu dạng quy flat ấy, nó rất là nhanh cái dạng quy của con ir là dạng giống kiểu là dạng tiếp cận rất là nhanh ấy thì nhiều khi ngày xưa tốc độ đường đạn của bạn bay chậm thì nhiều khi con ir nó quy vào rồi thì cái đường đạn của bạn nó chưa bay tới giả sử như vậy thì bạn sẽ vẫn nhận sát thương của ir với một đòn đánh thường và hiệu ứng của quy nhưng mà bây giờ thì cái tốc độ nó bay nhanh hơn thì nhiều khi có thể là con ir nó bay vào nó đã ăn hiệu ứng rồi nó đã ăn hiệu ứng cái mù của bạn rồi tại vì cái đường đạn của bạn bay nhanh hơn đó cho nên là có thể là ir nó không hề sát thương thì đây là một cái điểm rất lợi nha các bạn nh các bạn nghĩ là cái tốc độ đường đạn này đơn giản nhưng mà thực ra là nó rất lợi đấy các bạn tốc độ nó bay nhanh hơn, tốc độ đạn bay nhanh hơn thì nó gây nó sẽ gây hiệu ứng sớm hơn, có nghĩa là bạn sẽ được hưởng lợi đó. Thì mình nghĩ là con tiêm mô là một trong những con tướng rất đáng chơi cho các bạn ở phiên bản 121 nhé. Anh em có thể thử nghiệm chơi lối chơi tiêm mô đường trên với sẵn sàng tấn công nhá. Lối chơi này các bạn lên thử nghiệm lối chơi tiêm mô sẵn sàng tấn công à, với ngọc sẵn sàng tấn công này, rồi quyền chữ ác thần, nhanh nai so và có thể là giày cuồng nộ hoặc là một cái giày hiệu ứng tùy tình huống em nhé nếu mà các bạn xanh sớm thì bạn có thể chơi giày cùng độ còn nếu mà không thì đi đường với những kèo khó thì bạn có thể lựa chọn giày hiệu ứng có thể là giày thủy ngân hoặc là giày 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 thép ca anh em nhé ok timo là con thất dáng chơi anh em ạ tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lại cả viago viago cũng là con tướng điều chỉnh khá là nhiều này quy tỷ lệ sát thương tăng v kép làm giảm à v kép giảm làm chậm lên bản thân à ok như vậy là r tỷ lệ chí mạng tăng ố con này được bút mà đúng không con này được búp nè, nếu mà như vậy được búp còn gì? Ở đây chúng ta sẽ để Quy. Quy lựa gươm suy vong, tỷ lệ sức mạnh công kích từ 60 đến 70. Ông mà tôi không hiểu tại sao cái con này nó vẫn đang mạnh mà ta. Con này nó vẫn đang được đánh spam ở trong vai trò đi rừng tại chú thế giới đấy. Quy được tăng tỷ lệ sức mạnh công kích này. Vk kép móng vuốt hắc ám giảm làm chậm. Khi vận chiêu, tức là cái thời gian vận chiêu của cái hiệu ứng làm chậm mà vận chiêu bây giờ các bạn chỉ còn bị làm chậm 10% thôi, chứ trước là 15% anh em nhé. Thì đây cũng là một cái động thái búp đấy. Búp quy, búp vk, r tuyệt mệnh, r tuyệt mạnh tỷ lệ chí tỷ lệ với tỷ lệ chí mạng là từ 75 lên 100% Búp hết được còn gì anh em tiếp theo là xạ thủ sayya 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 được tăng sức mạnh này tăng tốc độ di chuyển cơ bản quy hồi chiêu về sau giảm chỉ số cơ bản tốc độ di chuyển từ 325 lên 330 như vậy là tăng 5 tốc độ di chuyển tiếp theo là quy của sayya từ 10 giây 9 giây 8 giây 7 giây 6 giây lên 10 giây, 8,5 giây, 7 giây, 5,5 giây, 4 giây. Ơ như vậy là uh, nó sẽ giảm về sau anh em ạ. Như vậy là uh, con xây nhà sẽ được búp quy về sau nhá Có nghĩa là đánh về sau ấy thì cái cái con xây nhà nó sẽ hưởng lợi rất là nhiều từ việc giảm hồ chiêu quy. Tiếp theo chúng ta cùng đến với cái sự thay đổi về mặt trang bị. Trang bị chúng ta sẽ có sự trang bị về cái chìa viết này, cái chìa viết là cái món trang bị nó nó khá là bá đạo ở những cái phiên bản gần đây tại trên thế giới thậm chí là các con sát thủ như kiểu Z Talon nó cũng chuyển sang đánh chúa huyết với cả chinh phục cho nên là Rask game bắt buộc các động thái điều chỉnh lại để cho cái cái chúa huyết này nó trở lại đúng với vị trí dành cho các đấu sĩ trong khi đó các sát thủ sẽ không thể tận dụng được nữa Và các bạn nhìn thấy các cái sự điều chỉnh này đầu tiên là sát thương kích hoạt sát thương kích hoạt từ 110 phần trăm sức mạnh công kích lên 175 phần sức mạnh công kích như vậy là đang tăng đang tăng cái sát thương kích hoạt cho chúa huyết em nhá tăng sát thương kích hoạt cho chúa huyết này Tiếp theo này, mới này, hút máu toàn phần. Chú ý hấp viết giờ sẽ cho 8% hút máu toàn phần. 8% hút máu toàn phần có nghĩa là hút máu từ cả chiêu thức và đòn đánh. Hút máu từ cả chiêu thức và đòn đánh anh em nhé, dành cho các đấu sĩ. Thì nhưng sẽ loại bỏ này, loại bỏ hồi phục máu, chú ý hấp viết không còn cho 150% khả năng hồi phục máu nữa, đây là cái thứ nhất anh em nhé Và cái thứ hai sẽ là bỏ cái độ tại thù hận, không còn cho từ 0 đến 15% sức mạnh công kích cộng thêm, À, dựa trên máu đã mất đó tức là bây giờ không còn cho cái 10 đến 15 phần trăm sức mạnh công kích cộng thêm dựa trên máu đã mất loại bỏ hai cái loại nội tại này rồi ok Còn đây là chỉnh sửa với chuyến viết uh, cường hóa của on em nhé, chuyến viết cường hóa của on. Ok, thôi, chuyến viết mình cập nhật thế thôi. Tiếp theo chúng ta đến với dây thép gai. Chúng tôi chỉnh sửa do thép gai để nó phù hợp với thay đổi của sát thương của chuyến viết. Kích hoạt của do thép gai từ 75% sức mạnh công kích tăng lên thêm 100% sức mạnh công kích cơ bản. Như vậy là bây giờ các bạn đi rừng có thể sẽ nhanh hơn này. Với cái kích hoạt sát thương nhiều hơn của dây thép gai tiếp theo là truy phản kích truy phản kích chúng tôi đã chỉnh sửa truy phản kích để phù hợp với thay đổi của truy ấp huyết nhưng bởi nó không là mục tiêu giảm sức mạnh ở hiện tại nên nó sẽ nhận thêm sức mạnh công kích để bù lại phần sát thương đã mất sức mạnh công kích từ 45 lên 50 sát thương kích hoạt 175 à, 175 ok như vậy là tăng sát thương kích hoạt cho truy phản kích rồi ok Tiếp theo là ngọc anh em này Các cái ngọc bị thay đổi nha Ngọc chinh phục Có quá nhiều hướng sử dụng khác nhau với ngọc chinh phục Kể cả nó hoàn toàn không phù hợp với các mục tiêu ban đầu của nó Những pha giao tranh kéo dài Chúng tôi đã chúng tôi sẽ hướng mục tiêu của nó về việc Và giảm sức mạnh của nó đi Sát thương của mỗi cộng dồn từ 2 đến 5 Theo cấp bây giờ sẽ còn 2 đến 4 wow. Như vậy là giảm sát thương của cộng dồn này Giảm sát thương của cộng dồn Tiếp theo là hiệu lực của chinh phục từ 6 giây giảm xuống còn 4 giây, như vậy là chinh phục sẽ bị giảm sức mạnh rồi. Vậy thì mấy con đi rừng kiểu như Z Talon gần như bây giờ sẽ không không thể chơi được kiểu chinh phục và truy huyết được nữa rồi các bạn. Tiếp theo là ngọc hộ vệ. Ngọc hộ vệ đang trở lên áp đảo ở vai trò hỗ trợ. Giảm sức mạnh của ngọc hộ vệ à? Lá chắn 70 150 dựa theo cấp độ cộng 15% sức mạnh phép thuật cộng 9% máu cộng thêm, chuyển hóa thành 50 đến 130. Như vậy là giảm cái chỉ số của ngọc hộ vệ đi nha. Giảm cái chỉ, chỉ số của ngọc hộ vệ. Từ 70 đến 150 xuống còn 50 đến 130. Tiếp theo sẽ là ngọc cộng máu. Ngọc cộng máu là máu cộng thêm là từ 15 đến 90 đến 15 đến 140 như vậy nó sẽ tăng tăng về sau Hãy bút cho ngọc cộng máu này. Thợ, thợ săn tài tình ngọc thợ săn tài tình ở đầu mùa giải chúng tôi đã cập nhật thợ săn tài tình để nó áp dụng lên cả nội tại của các trang bị như là giáp thiên thần hay là bóng vút sterak bóng vút sterak nó cũng bị giảm sức mạnh chút để bù lại và kể từ đó đến giờ nó vẫn chưa được ưa chuộng lắm nên chúng tôi tiếp tục tăng sức mạnh cho nó để cạnh tranh với các ngọc với các sự lựa chọn thợ săn khác điểm hồi trang bị 10 đến 20 Ok. Điểm hồi trang bị cộng dồn từ 5 đến 6. Điểm hồi trang bị ở tối đa cộng dồn 35 đến 50. Thợ săn tham lam. Thợ săn tham lam có vẻ vẫn đang là một trong những ngọc phổ biến ở trong trò chơi. Nó gần như lấn át các lựa chọn khác, đặc biệt ở vị trí đường dưới nên chúng tôi quyết định giảm sức mạnh của nó. Ôi, giảm sức mạnh của cái ngọc thợ săn tham lam này à? Vậy thì mấy con tướng mà đi rừng là phụ thuộc nhiều vào hút máu như kiểu A-phê toang à? <laughs> như kiểu A-phê toang hút máu toàn phần của mỗi cộng dồn 1,5 xuống còn 1,2 hút máu toàn phần tối đa 7,5 xuống 6% ok như vậy là hết thôi cập nhật mấy cái skin mới này các bạn này skin Yasuo chân long kiếm Yasuo huyễn long kiếm Kaisa thủy long lữ Rest uh, thiết long hồn mấy ông này giống kiểu toàn mấy cái skin của mấy ông chung ấy nhỉ mấy ông tàu ấy nhỉ các ma tịch long chú Olibia lưỡng cực long chảo, ô Volibia liên quan đến long trời. Olibia nó là gấu liên quan đến long. Olibia lưỡng cực long chảo, hàng hiệu. ok hết. Mấy cái gói đa sắc thôi anh em ạ. Ok. Lysine lộ lỗ long cước, hỏa chảo. Ok, As đại long tiễn. Cái skin As đại long tiễn này nhìn lụm thế nhỉ? Nhìn lõm thế nhỉ Ok, thì đó là toàn bộ cái bản cập nhật 11.21 của mình review cho anh em và cũng như là dự đoán cái meta sắp tới khả năng cao sẽ là Lux Jin và Timo, đặc biệt là các bạn nên thử nghiệm đối chơi Timo đường trên nhá, Timo đường trên với uh, ngọc sẵn sàng tấn công, quyền Trượng các thần Lanh Nai So và giày Cung nộ, các bạn nên thử nghiệm đối chơi đó. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Các bạn đánh giá như thế nào về các bạn cập nhật 11.21 hãy để lại ý kiến bình luận bên dưới video. Cũng như là các bạn muốn mình làm về chủ đề gì thì hãy comment anh em nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.